Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Tiêu điểm nóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, phát sóng vào khung giờ quen thuộc lúc 18 giờ 40 phút mỗi ngày. Kính thưa quý vị, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra những vụ tai nạn lao động thương tâm có liên quan đến các loại máy công nghiệp tự động, mà nguyên nhân bắt nguồn từ những phút bất cẩn, thiếu tập trung khi vận hành của những người công nhân. Hậu quả để lại là vô cùng nặng nề. Nhiều người đã mất tay chân, thậm chí là mất mạng vì sự lơ đễnh đó. Sự ý thức về an toàn lao động hiện nay vẫn chưa được người lao động, doanh nghiệp chú trọng. Làm sao để những tai họa thương tâm này chấm dứt, người lao động được an toàn hơn khi làm việc? Đó sẽ là nội dung chính trong chuyên mục Tiêu điểm nóng ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Những chiếc máy công nghiệp tự động được sử dụng trong việc chế tạo, sản xuất hàng hóa thực sự rất hiệu quả và đem lại năng suất lao động cho các công ty xí nghiệp. Thế nhưng, nó sẽ thực sự rất nguy hiểm nếu các công nhân vận hành lơ là chủ quan. Nó sẽ gây nên những tai nạn rất thương tâm. Chỉ trong tháng 12 năm 2018 đã xảy ra hai vụ tai nạn lao động nghiêm trọng. Cụ thể là tại Phú Thọ, trong lúc đang làm việc với máy bóc gỗ, nam thanh niên 33 tuổi bất ngờ bị ngã và cuốn vào máy đang vận hành. Chỉ trong tích tắc, toàn bộ vùng da ngực, vùng bụng bị máy lột hết. Trước đó tại Hưng Yên, một phụ nữ đã bị lột gần hết da đầu do bị cuốn vào máy ép tôn, nguyên nhân vì một chút sơ sẩy. Còn tháng 3 năm 2018, một tai nạn lao động đau lòng đã xảy ra với công nhân ở Tiền Giang, khiến anh này tử vong vì bị máy ép cầu kẹp. Vào tháng 7 năm 2017, một thanh niên 22 tuổi ở Đắk Lắk ngã vào máy cưa gỗ và bị cắt dọc cơ thể dẫn đến tử vong. Những tai nạn lao động thương tâm vì sơ suất trong lúc làm việc bị các thiết bị máy tự động công nghiệp ép cuốn xảy ra không ít trong thời gian qua, khiến nhiều người lo lắng. Với những chiếc máy tự động được vận hành liên tục, không có cơ chế dừng ngay khi có sự cố, khiến tai nạn xảy ra dẫn đến những thương tật lớn, thậm chí là tử vong, mất mạng. Rất nghiêm trọng là có tổn thương cả xương sườn, xương ức, tổn thương vùng ngực, đụng dập cả nhu mô phổi. Cả 3 trường hợp này vào viện trong trạng thái sốc nặng, thế và được chúng tôi sơ cứu ban đầu, cấp cứu kịp thời. Hiện nay, nhiều loại máy công nghiệp chỉ được cơ giới hóa, chưa có trang bị những bộ phận an toàn như cảm biến, các hàng rào quang học để ngăn chặn vật cản trong quá trình hoạt động. Một số loại máy được sử dụng hiện nay là tự động hoặc bán tự động. Khi vận hành đòi hỏi người lao động phải có trình độ, đặc biệt là đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động. Thế nhưng đa phần hiện nay, ở các cơ sở sản xuất xí nghiệp vừa và nhỏ, nhiều công nhân không đủ trình độ tay nghề, không được hướng dẫn các biện pháp an toàn lao động như phải mặc đồ bảo hộ lao động, cách xử lý khi có sự cố. Điều này dẫn đến các tai nạn thương tâm khó lường. Trong khi đó, các loại máy móc này một khi có sự cố thì chỉ có tắt thiết bị hoặc tắt cả hệ thống điện thì mới dừng lại. Thêm vào đó, tốc độ hoạt động của các loại máy này thường rất nhanh, có thể dẫn đến thương tích trên diện rộng, khó phục hồi. Khi một bàn tay mà bị máy xây thịt, tức là máy dập thì là dập một diện rộng, không phải là một vùng mà một diện rộng. Nó tổn thương từng tế bào một, trong đó bao gồm da, thần kinh, mạch máu, xương, gân. Như vậy thì tùy vào mức độ mà nó ép nhiều hay ít mà tổn thương tới đâu. Ví dụ như gãy xương thôi, nó không gãy một dày mà nó dẹp một diện rộng. Mạch máu cũng vậy, mà mạch máu là nuôi sống ngón tay. Nếu một bệnh nhân bị cưa cắt ngang vậy thì rất là dễ nói. Còn bệnh nhân bị ép vậy nè thì mạch máu nó bị nguyên một diện rộng. Như vậy rất là khó khâu nối và nguy cơ cắt một cục rất cao. Da cũng vậy, mất da, khuyết hỏng phần mềm. Khi mà giữ được ngón tay thì những khuyết hỏng phần mềm sẽ rất là khó phục hồi chức năng. Nếu may mắn bệnh nhân giữ được ngón tay, bàn tay thì chức năng cũng kém. Tất cả các cái nơi á, mà để đặt các cái máy đó phải có nội quy về an toàn lao động. Tất cả các cái nơi mà đặt máy đó phải có cái thiết bị để y tế, để mà sơ cấp cứu đầu tiên, rồi các cái thiết bị về bảo hộ lao động là phải được mặc vào một cách hết sức nghiêm túc. Thì làm được những điều như vậy đó thì sẽ hạn chế được rất nhiều các cái tai nạn thương tâm đối với các cái thiết bị cơ khí mà có cái vận tốc quay á rất là cao như vậy. Từ những vụ tai nạn do các loại máy công nghiệp tự động gây ra,
Có thể thấy, nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tai nạn đa phần là do người lao động không tuân thủ quy tắc an toàn lao động hoặc do chủ quan, thiếu tập trung trong quá trình vận hành máy móc. Vì vậy, để hạn chế những tai nạn lao động có thể bất ngờ xảy ra, người lao động trong quá trình làm việc cần phải tuân thủ đầy đủ những quy tắc về an toàn lao động, trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ. Trong khi làm việc cần tập trung, không chủ quan với bất kỳ một loại máy móc nào. Các máy móc công nghiệp khi vận hành cần phải được bảo trì bảo dưỡng một cách kỹ lưỡng, đảm bảo an toàn khi sử dụng. Đó cũng là một yếu tố quan trọng đem đến an toàn cho người lao động khi điều khiển vận hành. Quý vị và các bạn thân mến, những tai nạn lao động có liên quan đến các loại máy công nghiệp tự động thực sự rất nguy hiểm, sẽ để lại những hậu quả khó lường cho những công nhân vận hành. Những tai nạn như thế hoàn toàn có thể được ngăn chặn nếu như người lao động cũng như doanh nghiệp tuân thủ đầy đủ các quy tắc an toàn lao động. Các cơ quan chức năng cần tổ chức kiểm tra, xử phạt nghiêm các hành vi coi thường, chủ quan, không có dụng cụ, quần áo bảo vệ lao động của doanh nghiệp. Thông qua chương trình hôm nay, hy vọng quý vị khán giả có thể nhận thấy sự nguy hiểm tiềm ẩn từ các loại máy móc công nghiệp tự động, có biện pháp bảo vệ bản thân trong quá trình làm việc. Đến đây, chuyên mục Tiêu điểm nóng xin phép được khép lại. Quý vị khán giả có thể theo dõi chương trình được phát lại vào lúc 11 giờ 45 phút ngày hôm sau và trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.